Rồi mày xong rồi. Rồi tới công chuyện luôn rồi. Tới công chuyện luôn. Hiện tại là anh cảnh sát giao thông này, anh đã phát hiện ra một cái điều gì đó rất là bất thường và anh đang đuổi theo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin 69 giây của chúng tôi. Tôi là biên tập viên Hậu Ly. Thì thời gian vừa qua chúng tôi đã phát hiện ra có hai thanh niên, một nam và một nữ, và lâu lâu xuất hiện thêm một nam khác nữa. Nói chung á, là vừa nam vừa nữ lẫn lộn luôn. Thì những thanh niên này á, đội những cái nón cực kỳ là kỳ quặc đi trên đường, gây nên rất là nhiều sự tò mò dành cho người dân, và đặc biệt á, là gây luôn cái sự chú ý của cảnh sát giao thông. Và ai cả thì đây, nón ấm nước đó, một số thanh niên đã đội cái nón nước như thế này, rồi nón nồi cơm điện đây đó. Thì những thanh niên này á, là mình âm thầm theo dõi, và bây giờ thì mời các bạn theo dõi chương trình nha. Ê, biên tập viên ra cười cái chó nè. Lên tivi rồi xem video nha anh em, he he. Việc đầu tiên á, là chúng ta phải đi tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của cái nón nồi cơm điện nha. Đây là cái nồi cơm điện. Ê! Đầy đủ tiện nghi. À, thì ra cái nón nồi cơm điện này xuất phát từ anh Cường Vlog nha mọi người. Tiếp theo là lịch sử của cái nón ấm nước là gì? Như những clip trước thì cái nón ấm nước được sản xuất và gia công bởi một thợ lành nghề ở Việt Nam. Đó là anh thợ Hậu Ly cùng với anh thợ Hiền Chế Mũ đã dày công sản xuất ra cái nón ấm nước. Và sau khi tung ra thị trường, cái nón ấm nước được rất là nhiều người dân hưởng ứng bằng những nụ cười rất là thân mật và trìu mến. Hôm nay lại có sự xuất hiện của nón nồi cơm điện, và bây giờ chúng ta hãy xem review về cái nón nồi cơm điện nha. Ok mọi người, đây là cái nồi cơm điện mới mượn bên anh Cường. Đây mình sẽ cho người mẫu mà mannequin đúng không? Đó, rồi ok, bây giờ người mẫu sẽ đội cái nón nồi cơm điện, bây giờ mình sẽ review nha. Đó, thì cái nón này nó gồm có cái nắp, cái hoài, hai cái quai hai bên, dắt thêm đôi đũa nữa nè, dắt thêm cái đôi đũa, rồi cái muỗng, rồi phía sau là cái gì đây, cái giá, đầu mút, rồi cái mấy cái nút bấm dây điện luôn. Rồi ok, nhìn tổng thể thì khá là ổn áp. Tuy nhiên á, thì nó không có giống cái nồi cơm điện lắm, nhưng mà thôi kệ đi ha. Rồi review xong rồi, bây giờ mình đi ra đường thử coi cảnh sát giao thông có lụm mình không nha. Đó, trước mắt là hình ảnh hai thanh niên đang đội một cái nồi cơm điện và một cái ấm nước, và vô tình có một gia đình chạy ngang qua. Ây da, bây giờ chúng ta sẽ lên coi rồi họ nói cái gì nha. Trời ơi, hai cái ấm nước luôn nè anh. Cái này cái nồi cơm điện mà ba. Vậy hả? Cái nồi cơm điện đẹp quá. Sau đó là đi ra đường luôn nha mọi người. Rồi tới công chuyện rồi, đi thẳng ngay cái boss của mấy chú cảnh sát giao thông luôn. Rồi chú cảnh sát giao thông hình như có nhìn á. Và tại ngay cái thời điểm đó, thì cái chú dân phòng cười rất là tươi luôn sau khi thấy cái nón ấm nước và cái nón nồi cơm điện. Tuy nhiên á, thì quay lên á, nó hơi mờ chút xíu, cho nên các bạn thông cảm một xíu nha. Rồi thêm một chị. Chị làm gì đây? Móc cái điện thoại ra chụp. Chụp quá trời luôn. Rồi quá đẹp luôn chị ơi. Kiểm tra hình lại chị ơi, coi coi đẹp không. Không đẹp thì chụp lại nha. Tụi em vẫn còn ngồi ở đây. Ok, chụp xong rồi thì mình tiếp tục cuộc hành trình nha. Tạm thời là cái chốt của chú cảnh sát giao thông đầu tiên không có ngó ngàng gì tới hai thanh niên này. Trong cái cuộc hành trình tiếp theo này thì có một anh đi A Black. Anh đi A Black đeo cái khẩu trang giống cái mai rùa quá đi. Và anh làm gì đây? Trời ơi, ảnh sôi kìa, ảnh nhìn quá trời nhìn luôn mọi người ơi. Và hình như á, là ảnh còn đuổi theo để ảnh làm gì nữa đó. Để mình coi nha, cái tay móc cái gì đó. Rồi mình đoán đây là cái tay móc cái điện thoại nha. À không, móc cái điện thoại, nhìn cái nữa thôi. Rồi ok, không chụp thôi nha, tụi em đi à. 2000 years later. À có chụp mọi người, có chụp. Quá dữ luôn, quá nhanh tay, quá lẹ mắt luôn mọi người ơi. Ui ui, cái nồi ấm nước kìa. Đâu? Ê, cái nồi cơm điện kìa. Đâu? Ủa mình gì? Lâu lắm rồi đi chứ. Ôi em thấy cái nón ấm nước ở phía trước không? Em thấy cái nón nồi cơm điện à, phía trước kìa. Ây da, nói chung á là mình cảm thấy á là mọi người chú ý về cái nón ấm nước hơn là cái nón nồi cơm điện nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thử nè. Ê cái nón ấm nước kìa bà, đâu? Đó thấy chưa, mọi người đều nhìn vào cái nón ấm nước hơn là cái nón nồi cơm điện nha. Ở cái đoạn này phát hiện một ông chú này đang đi một mình luôn, nhưng mà ổng lại nói chuyện với ai đó, thiệt là tội nghiệp quá đi. Hai cái nón đó gây lên một cái cú sốc đến nỗi mà ông chú phải nói chuyện một mình luôn. À nè, mày thấy cái nón nồi cơm điện không? Đằng kia là nó ấm nước á, đó thấy không? Nhìn cho kỹ vô nha, cái này là cái ấm nước, cái này là cái nồi cơm điện nè. Đó, nhà người ta nghèo, ta đổi nồi cơm điện để làm nón bảo hiểm đi ra đường hết chưa? Đây tao mua nón bảo hiểm cho mày đội hoài mà mày cứ nói là giống cái nồi cơm điện. Giờ mày thấy cái nồi cơm điện chưa? Má bực mình à. Ây da, có gì bình tĩnh nha chú hai. Nói từ từ nhỏ nó hiểu chứ nói quá tội nghiệp nhỏ lắm. Rồi cũng như nãy giờ thì đi tới đâu mọi người đều nhìn tới đó. Cho dù là người đó là đi xe gì đi chăng nữa thì họ vẫn phải ngước nhìn hai thanh niên này, kể cả XH150. Và mình đảm bảo luôn là khi ra đường mà đội hai cái nón này thì cho dù á, là người đó già lụm cụm đi chăng nữa thì họ vẫn thích nha. Để mình chứng minh ngay bây giờ luôn. Ui má coi cái nón bảo hiểm của hàng nhóc nữa, đội đẹp ghê má. Đâu, tao có thấy cái gì đâu. Đó má thấy không, cái nón nồi cơm điện kìa. Ờ, cái nồi cơm điện hả? Tao thấy rồi, đẹp lắm. Đó, thấy chưa? Ngay cả người già lụm cụm mà người ta vẫn thích hai cái nón này. Thay vì á, là đội những cái nón thời trang như hai bạn trẻ này là hai cái nón sơn màu vàng ha. Và hai cái người đi XH150 kia cũng là hai cái nón sơn. Thì đây là những cái nón sơn rất là bình thường rồi. Bây giờ chúng ta hãy đội những cái nón thời trang cao cấp như hai thanh niên này đây. Phải nói á, là rất là đẹp trai và đẹp gái, không có cái gì sánh bằng luôn. Quá chuẩn luôn. Rồi và bây giờ thì tới cái chốt của mấy chú cảnh sát giao thông. Cái chốt thứ hai nha mọi người, thì để xem coi là hai thanh niên này đội cái nón bảo hiểm như thế này có bị mấy anh lụm vô không nha. Thiệt là hồi hộp quá đi. Rồi che luôn cái tầm nhìn của mấy anh cảnh sát giao thông luôn rồi. Rồi coi như là hình như cái này là qua rồi đó. Không thấy luôn, không thấy là không lụm nha mọi người. Coi như cái này là bị che đi ha, bị che và không có để ý cho nên á mấy ảnh bỏ qua nha. Tiếp tục cái cuộc hành trình, coi như á, là nãy giờ là thông được hai chốt. Á đù, trời đất ơi, đi Grab mà chạy XH150 đời mới luôn, quá dữ luôn anh em ơi. Cái này phải nói là chạy Grab gì đam mê nè. Gì mày cười hoài mày? Tao nhìn thấy cái nón kìa, mắc cười quá. Rồi ở ngay cái khúc này thì có một anh Z9 chạy qua ha. Anh Z9 chạy qua rất là ngầu luôn, với động cơ mô tô cực kỳ là ấn tượng. Nhưng mà làm sao ấn tượng bằng hai cái nón này được chứ hả? Ngay cả ảnh mà ảnh còn phải nhìn hai cái nón này mà. Rồi như vậy thì chúng ta lại chứng minh thêm được một cái điều nữa. Đó chính là cho dù các bạn có đi xe xịn cách mấy, đẹp cách mấy cũng không qua nổi hai cái nón bảo hiểm này nha. Phải nói ở cái thời điểm hiện tại thì hai cái nón bảo hiểm này đẹp trai vô địch khắp vũ trụ luôn. Đó thấy chưa mọi người, cái sự đẹp trai nó đi từ buổi sáng cho tới buổi chiều tối vẫn còn đẹp trai luôn. Thêm hai anh chị đi Exciter đuổi theo rất là quyết liệt luôn, chỉ để ngắm cái nón ấm nước và cái nón nồi cơm điện thôi. Rồi để chứng minh cái sự đẹp trai đẹp gái thì bây giờ mình sẽ chở theo bé Búp nha. Bé Búp đội cái nón nồi cơm điện nha. Thông chốt cảnh sát giao thông thứ 3 luôn. Đó mấy ảnh chỉ nhìn nhẹ cái thôi và tiếp tục di chuyển. Coi như là nãy giờ thông 3 chốt thành công rồi. Liệu cái chốt thứ 4 theo như cái tiêu đề có thông qua được hay không. Đó, anh hình sự anh nhìn quá trời luôn. Đó, nhìn đắm đuối luôn mọi người ơi. Thấy có vẻ là căng căng rồi đó. Tại vì á, hồi nãy đi có một người một nón, đi hai xe riêng biệt cho nên không có gây sự chú ý cho lắm. Còn bây giờ á, là hai người hai nón ngồi trên một xe luôn, thì khả năng cao bị phát hiện rất là nhiều. Ê, phía trước có cái nón nồi cơm điện kìa. Đúng rồi, hình như có cái nón ấm nước luôn á. Đúng rồi. Thấy chưa, có nhiều người phát hiện lắm rồi mọi người ơi. Ở đây có một bà cô đang nhìn đắm đuối luôn nè. Rồi thêm cái gia đình này nữa. Đó, quá trời người nhìn luôn. Thì thường á, ở cái tập cuối phim á, nó thường gây cấn lắm. Tại vì nó có những cái kết rất là có hậu luôn. Mà có hậu trong trường hợp này á, thì mình cũng không biết được nha. Rồi, mày xong rồi. Rồi, tới công chuyện luôn rồi. Tới công chuyện luôn. Hiện tại là anh cảnh sát giao thông này, anh đã phát hiện ra một cái điều gì đó rất là bất thường, và anh đang đuổi theo. Rồi, chuyến này xong rồi. Anh quẹo theo luôn rồi. Chuyến này tới công chuyện luôn rồi. Vẫn phải bình tĩnh nha mọi người. Vẫn phải bình tĩnh để di chuyển nha. Chứ khúc này á, mà chạy loạn xà ngầu lên á, là anh bắt vì cái tội lạng lách là tiêu luôn đó. Rồi rồi, cái này là tới một chuyện luôn. Nãy giờ là mấy cái chốt đứng im á, thì không có sao hết trơn á. Mà bây giờ là ảnh đang đi tuần luôn. Thiệt là vô tình quá đi. Rồi rồi rồi, ảnh đang vượt lên rồi. Nè, quẹo thêm cái nữa mà ảnh vẫn quẹo theo kìa. Rồi, tới công chuyện rồi. Cái này là tới công chuyện chắc luôn nè. Nãy giờ quẹo hai cua mà ảnh vẫn đi theo luôn. Ây da. Hello mấy cưng. Trời đất ơi, hên quá mọi người ơi. Thì ra là ảnh chỉ chạy theo để ảnh ngắm thôi, sau đó ảnh làm ngơ luôn. Thiệt là may mắn quá đi. Hồi hộp quá, rung quá. Thôi để hút điếu thuốc cái nha. Rồi hút điếu thuốc để lấy bình tĩnh rồi. Trời đất ơi, rung thấy sợ luôn. Thiệt là hú hồn quá đi. Nãy giờ là chạy nhìn vô kính chiếu hậu thấy ảnh dí theo, tưởng đâu là tới công chuyện rồi. Ai dè là vẫn bình an vô sự nha. Rồi thêm bà chị đang móc cái điện thoại ra chụp hình quay phim gì nữa nè. Mà thôi, chị muốn quay gì chụp gì đó thì chị cứ chụp đại đi. Chứ nãy giờ rung quá trời rung luôn rồi. Thì nãy giờ đi ngang qua 4 chốt luôn rồi mọi người ơi. Thì nói chung á, là cũng bình an vô sự, không có chuyện gì xảy ra. Chứng tỏ là hai cái nón này hợp lệ nha. Thì mặc dù á, là mình không có bán hai cái nón này, nhưng mà mình vẫn chia sẻ cái đường link cho anh em nào cần thiết mà mua. Đường link nằm trong phần bình luận nha, hoặc là phần mô tả video. Rồi thì đi chơi nãy giờ cũng khá là nhiều rồi. Hai cái giò nó rung như cày sấy luôn rồi mọi người ơi. Lần đầu tiên á, là mình gặp rất là nhiều cảnh sát giao thông trong một cái video như thế này. Và bây giờ thì chần chờ gì nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành cái thời gian quý báu ra mà xem hết cái video của mình. Thiệt tình là cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Hẹn gặp mọi người ở video lần sau. Bye bye.